Dạ bất khả kháng lực. Con đảnh lễ sư. Con kính đảnh lễ sư. Con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ, chúng ta bắt đầu buổi học. Bài học ngày hôm nay chúng ta học tiếp tục cái phần cõi. Ngày hôm trước chúng ta đã học về bốn cõi khổ, tức là ở trong 11 cõi dục giới và 11 cõi dục giới. Một cõi dục giới thì chúng ta đã học về về cõi khổ. Cõi khổ thì có bốn. Hôm nay chúng ta học về cái cõi vui. Trong cái phần này đó thì đôi khi có nhiều cái phần lớn các cái buổi học ngắn hạn đó thì chúng ta học sơ lược qua cái phần này. Tuy nhiên thì cái lớp học của chúng ta thì nó là một cái lớp học mà tôi nghĩ có thể kéo dài, do vì cái điều kiện giờ chúng ta học trực tiếp online như thế này thì nó cũng tiện. Do vậy trong một số trường hợp thì tôi cũng muốn trình bày thêm một ít nhiều chi tiết để nhau có những Phật tử học viên nào lần đầu học thì chúng ta cũng có thể chúng ta biết biết thêm. Xét ra thì cũng có một vài trường hợp cần thiết ở trong cái cõi ở trong 31 cõi khi mà chúng ta học với diệu pháp á, thì các vị nào có nhớ được thì tốt, còn không nhớ được thì chúng ta chỉ nhớ đến những cái cõi nào mà có cái liên quan đến cái chúng sinh ở trong cõi đó, hay nói cách khác là có hạng người ở trong cõi đó. Ví dụ giống như là vừa rồi chúng ta học về bốn cái cõi khổ, thì nếu mà các vị không có nhớ rõ bốn cái cõi khổ thì chúng ta chỉ nhớ chung là trong 12 hạng người thì ở trong cõi khổ quá thì chỉ có một hạng người duy nhất là người khổ thôi. Còn ở trong cái cõi vui này đó, thì trong cái cõi vui này thì tất nhiên là trong 12 hạng người đó, thì không có người khổ. Do vậy trong 12 hạng người thì trên cõi vui đó thì chỉ có 11 hạng người. Và do vậy ở trong cái cõi vui thì không có chúng sinh tục sinh bằng cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện, mà thấp nhất là cũng phải là cái thọ xả quả thiện. Và ở đây là chúng ta đang học cái phần dục giới. Do vậy nhắc lại cái phần 12 hạng người ấy, thì chúng ta nhớ là có hạng người tam nhân. Thì hạng người tam nhân tức là người mà tục sinh bằng tâm quả có đủ ba nhân vô tham, vô sân và vô si. Thì trong các cái tâm quả mà có đủ ba nhân đó, đó thì trong đó có bốn cái tâm quả thiện hợp trí, dục giới và chính quả đáo đại. Thì tất cả những chúng sinh mà tục sinh bằng một trong 13 tâm này đó thì đều được gọi là chúng sinh tam nhân hết. Nhưng mà đối với trong cõi dục á, thì không có chúng sinh tục sinh bằng những cái tâm quả đáo đại, chỉ có chúng sinh tục sinh bằng cái tâm quả dục giới thôi. Do vậy các vị nhắc lại là gọi là cái cõi dục giới đó.
là cái cõi mà một trong những cái định nghĩa thì chúng ta học ví dụ pháp, chúng ta có một cái định nghĩa rằng đó là cái nơi mà chúng sinh tục, khi tục sinh thì chỉ có tục thể tục sinh bằng cái tâm, cái tâm quả dục giới thôi, chứ không có thể tục sinh bằng cái tâm quả sắc giới và vô sắc giới. Ở trong cái cõi vui này đó thì có một cõi nhân loại, cõi nhân loại tức là cõi người của chúng ta đó, và 6 cõi trời. Cái cõi nhân loại đó, chữ Pali gọi là cái chữ Pali gọi là Manusa. Manusa đó thì cũng có nhiều cái nghĩa, nhưng mà ở đây đó thì các vị lưu ý đó, đó là một cái nghĩa quan trọng, đó là cái cõi nhân loại được xem là cái cõi mà chúng sinh ở cái cõi này có một cái tâm lực mạnh mẽ, hay còn nói là một người có cái hùng khí, có hùng tâm. Là sở dĩ như vậy đó là chúng sinh ở cái cõi nhân loại đó so với các cái cõi khác á, là chúng sinh loài người đó là do vì cái tâm lực mạnh mẽ, cái hùng tâm mạnh mẽ, cái khí lực mạnh mẽ, cho nên là nếu mà nói về cái việc thiện á, thì không có cõi nào mà có thể làm được những cái việc to lớn giống như là cõi nhân loại. Và nói về cái việc ác á, thì cũng không có nơi đâu mà làm nhiều cái loại, nhiều cái việc ác như là ở cái cõi nhân loại. Do vậy gọi là cái chữ Manusa, tức là cái nơi mà dành cho chúng sinh có cái hùng tâm mạnh mẽ. Ví dụ giống như là một người tạo một cái công đức nào đó, cái công đức đó có thể sanh về cái cõi vui chứ không phải là cái cõi bỏ cổ. Và trong cái cõi vui đó, đó nếu một chúng sinh đó mà có một cái tâm lực mạnh mẽ đó, thì chúng sinh đó nó phần lớn nó thì sinh làm nhân loại thay vì sanh ở các cái cõi trời thấp như cái cõi tứ đại thiên vương. Và ở trong cái cõi nhân loại này đó thì cõi nhân loại nói theo cái ngôn ngữ bây giờ chúng ta đó là những cái hành tinh mà có cái sự sống. Và hiện nay đó thì khoa học là cũng cố gắng để tìm những cái hành tinh mà có cái sự sống tương giống như là cái trái đất của chúng ta đang ở. Tuy vậy đó thì chỉ có tìm thấy được những cái điều kiện gần gũi thôi. Nó giống như là gần đây chúng ta có gọi là cái hành tinh gọi là hành tinh lùn. Người ta thấy rằng ở hành tinh này cái điều kiện, cái môi trường đó thì nó gần gần với trái đất, thì các nhà khoa học cũng hy vọng rằng ở đó là có sự sống. Tuy vậy theo trong kinh điển đó, thì cái cõi nhân loại của chúng ta đó thì nó có bốn cái hành tinh mà nó có cái sự sống cho con người. Đó là Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Thắng Thân Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Bắc Cô Lưu Châu. Thì đó là những nơi mà có chúng sinh nhân loại sống. Và trong số bốn cái loại hành tinh sống này đó thì chỉ có một cái hành tinh là cái Nam Thiệm Bộ Châu, là nơi mà có thể có các vị thánh nhân ra đời, là bởi vì cái điều kiện ở đây là nơi mà được gọi là cái tiêu biểu của những chúng sinh mà có cái tâm lực mãnh liệt. Tức là đối với một người mà họ tu tập á, thì họ có thể họ dốc toàn tâm toàn ý vào trong cái việc tu tập. Thì do đó đây là cái điều kiện mà chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác, rồi các vị đạo sĩ chứng thiền định là nơi mà các ngài có thể ra đời. Và do vì cái đặc thù của cái cõi nhân loại đó là chúng sinh nó làm thiện cũng nhiều mà làm ác cũng nhiều, và nói về cái hạnh phúc mà hưởng thụ đó, thì so với các cái cõi vui như là các cái cõi trời đó thì cái hạnh phúc của nhân loại của chúng ta đó thì lại là kém cỏi hơn. Và do đó nói về cái thân tướng của chúng sinh nhân loại đó thì nó không có đồng đẳng với nhau, có người đẹp, có người xấu, có người
người khỏe mạnh, có người bệnh hoạn, có người thì trí tuệ nhanh nhạy, có người thì chậm lục, có người thiện, có người ác. Và chính vì cái điều kiện đó cho nên là cái hạnh phúc của chúng ta có đó là nó cũng ở trong cái chừng mực. Tức là có người đó thì ăn ngon mặc đẹp, còn có người đó thì cái ăn cái mặc đó là thiếu thốn. Và do vì cái cõi nhân loại là cái cõi mà về phương diện hạnh phúc đó, thì nó ở chỉ ở một cái mức độ tương đối, tức là nó vừa đủ để hạnh, để không gọi là cái cõi khổ, nhưng mà nó cũng không có quá lôi cuốn như là ở các cái cõi trời. Do vậy cái cõi nhân loại là một cái nơi mà cái điều kiện tu tập lại là tốt nhất. Và chính vì ở trong cái cõi nhân loại là một cái cõi mà có nhiều cái trường hợp, có nhiều cái đặc thù như vậy đó, cho nên khi mà Đức Phật ngày ra lời, ngày thuyết pháp đó, thì đây là cái nơi mà Đức Phật ngày dễ dàng, ngày giảng dạy cho chúng sinh ở cái cõi này về rất mọi cái phương diện tu tập, về cái tâm thức á, thì đây là cái cõi nhân loại là cái nơi mà chúng sinh hoàn toàn dễ dàng học hỏi, bởi vì cái căn cơ, cái khuynh hướng của chúng sinh nhân loại là thích tìm tòi học hỏi, và về phương diện này đó thì chư thiên cũng không bằng. Rồi về cái điều kiện hưởng thụ á, thì cái cõi nhân loại của chúng ta đa dạng, có vui có buồn, có mọi cái hình thái khác nhau hết. Cho nên khi mà Đức Phật ngày bằng vào đó, ngày có thể ngày dễ dàng ngày trình bày đây là vô thường, đây là khổ, đây là vô ngã, thì đối với chúng sinh nhân loại đó thì dễ dàng tiếp nhận hơn. Và đối với chư thiên hay là các cái cõi phạm thiên cao, chỉ trừ trường hợp là những cái hạng chư thiên hay là phạm thiên đó, thì các vị là những vị mà đã có những cái căn cơ tu tập nhiều đời quá khứ, thì các vị đó mới dễ dàng bằng cái thời pháp của Đức Phật mà có thể làm thọ. Chứ còn cái khoảng thời gian mà tu tập mà chúng ta gọi là khổ luyện công phu như của nhân loại đó, thì cái khả năng đó mà chư thiên và phạm thiên không có. Cho nên trong kinh mới nói rằng là ở trên chư thiên, ở trên cõi trời đó, là khi mà họ sắp hết cái thọ mạng ấy, thì những vị chư thiên thiện hữu khác đó, họ đi đến, họ mới nhắc nhở và họ mới có một cái lời cầu chúc là mong cho hiền hữu sau cái đời sống này nó được sinh về cái cõi nhân loại. Và nó ngược lại với chúng ta, thì chúng ta cứ mỗi lần một người mà mất đi đó, thì chúng ta cứ cầu nguyện mong cho người đó được tái sinh về cái cõi trời. Còn ngược lại thì chư thiên đó, thì cõi trời đó, từ cõi trời đó thì lại là muốn được sanh về cái cõi nhân loại. Là lý do là do việc cái cõi nhân loại là cái nơi mà chúng ta dễ dàng làm các cái công đức, chứ không phải giống như là chư thiên là cái nơi là chỉ hưởng thụ, thọ hưởng những cái công đức quá khứ của mình. Và do vậy đó, sở dĩ mà tôi dài dòng như vậy đó là nhân đây chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta đang mang thân người, đó là một cái cơ hội quý báu. Từ cái thân người này đó thì dễ dàng học hỏi giáo lý của Đức Phật, và từ cái thân nhân loại này đó, thì chúng ta dễ dàng tạo trữ các cái công đức bằng rất là nhiều cái hình thức khác nhau. Chẳng hạn giống như là vừa có thể giữ giới, vừa có thể tu thiền, vừa có thể phục vụ vân vân, rất 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 là nhiều cái công đức, rất là nhiều cái môi trường để mà chúng ta có thể làm. Cái cõi nhân loại đó là nói về cái hạnh phúc đó, nó không được giống như là chư thiên, nhưng mà cái cơ hội mà chúng ta tạo trữ được cái công đức đó, thì chư thiên lại là không bằng. Chúng ta tạm ví dụ giống như là cái cõi nhân loại giống như là một cái sạp bán đồ ở ngoài chợ, và cái cõi chư thiên đó, nó giống như là một cái căn biệt thự. Thì nói về cái phương diện mà khi mà chúng ta giải trí, chúng ta vui chơi, chúng ta hưởng thụ, thì ở ngoài chợ thì tất nhiên là nó không có bằng cái căn biệt thự được. Nhưng mà nói về cái phương diện mà dễ dàng kiếm ra cái đồng tiền đó, thì ở ngoài chợ đó thì nó dễ dàng hơn. Ở trong cái căn biệt thự đó là chúng ta chỉ tiêu tốn tiền bạc thôi, chứ chúng ta không có thể làm ra tiền. Nhưng mà ở ngoài chợ tuy rằng nó có cực khổ, nhưng đó là cái cơ hội rất là tốt để chúng ta kiếm thêm cái đồng tiền. Thì tạm ví dụ như vậy, nó giống như là chúng sinh là cái cõi nhân loại tới chư thiên. Thì so về các cái công đức, các cái hạnh phúc, của các cái loại hưởng thụ thì cõi nhân loại đó thì không bằng cái cõi chư thiên. Nhưng mà về cái phương diện mà tạo trữ được các cái loại công đức đó, thì chúng ta có rất là nhiều.
Và do vì cái cõi nhân loại cũng là một cái nơi mà chúng ta cộng sinh với các chúng sinh ở các cái cõi khác, như là chúng sinh ở cái cõi bàn sinh, như các cái loài thú vân vân, thì cũng qua đó mà chúng ta thấy rằng là so về các cái chủng loại đó thì chúng ta là có phước hơn nhiều. Ví dụ như là nói về cái sức mạnh vân vân đó, thì chúng ta không bằng rất là nhiều cái loài thú khác. Nhưng mà nói về cái trí tuệ, cái thông minh đó, thì nhân con người làm chủ cái quả địa cầu này. Con người có thể bắt những cái loài chim ở bay ở trên trời, những cái loài thú trong rừng, loài cá ở biển sâu, tất cả là đều nhờ là cái trí tuệ hơn các cái chủng loại khác. Và cũng thông qua các cái loài cầm thú, các cái loài bàn sinh đó mà chúng ta thấy ra nó giống như là một cái bức tranh phản ánh các cái ác nghiệp của nhân loại đã làm. Có những loài đó thì sinh ra đời đó thì sống ở trong những cái đầm lầy hay là ở dưới bùn đất, thậm chí những cái cống rãnh dơ bẩn. Rồi có những cái loài đó thì nó gần như là nó suốt ngày đó là nó sống ở trong cái sự sân hận. Rồi có những cái loài đó thì lúc nào nó sống cũng trong cái sự nhút nhát, tức là nó phải ở những cái chỗ mà kín đáo, những cái chỗ mà không có ánh nắng vân vân. Thì nó cũng giống như là cái nghiệp lực mà chúng sinh con người bình nhật đã làm. Có những người đó thì luôn luôn có những cái hành động khuất tất, rồi có những người đó thì luôn luôn sống trong cái hận thù, rồi có những người đó luôn luôn gánh sống ở trong cái sự ganh tị vân vân. Thì tùy theo mỗi cái hạnh nghiệp đó nữa, mà nếu chúng sinh đó không rơi vào những cái khổ cảnh như là địa ngục, ngạ quỷ, thì cái quả nhẹ nhất là cũng là sinh làm các cái loài bàn sinh. Và ở trong các cái loài bàn sinh đó thì chúng ta cũng thấy rằng là có những loài tuy rằng là sinh trong cái loài bàn sinh, nhưng mà nó cũng có nhờ cái những cái thiện sự nào đó mà nó cũng bớt khổ. Giống như là đều sinh làm cái loài chó, nhưng mà có những cái loài chó hoang nó không có đủ cái ăn. Còn có những cái loài, những con chó mà là chó cưng ở trong gia đình đó, thì nó ăn sung mặc sướng giống như là con người. Thì trong các cái loài cầm thú thôi đó, thì nó cũng có những cái chênh lệch nhau về cái phước báo. Và chính cái cõi nhân loại là cái cõi mà sản sinh ra nhiều cái hạng chúng sinh. Từ cái cõi nhân loại này có các cái bậc đại thánh như là Phật Toàn Giác, Phật Độc Giác, Phật Thinh Văn Giác. Từ cái cõi nhân loại này có những người chứng được sơ thiền, nhị thiền cho đến cõi vi tưởng, vi tưởng xứ. Và cũng từ cái cõi nhân loại này có những chúng sinh làm những cái ác nghiệp, những cái ác nghiệp như là những cái ác nghiệp lớn lao như là ngũ nghịch đại tội. Do vậy từ cái cõi nhân loại này đó thì có những chúng sinh sau khi mệnh chung phải sanh vào những cái cõi khổ địa ngục Atula bàn sinh. Như vậy thì đây là cái nơi mà từ đây có thể có nhiều, rất rất là nhiều đội chúng sinh mà từ cái cõi người đi ra. Từ cõi người đó thì sanh về phi tưởng, phi tưởng xứ là cái cõi trời cao nhất trong 31 cõi. Và cũng là từ cái cõi nhân loại này và tái sinh vào các cái địa ngục, và với cái tuổi thọ cũng tương đương với cái cõi trời phi tưởng, cái phi tưởng xứ đó là cái gọi là cái địa ngục không gian, tức là dành cho những người mà có những cái thì có những cái đoạn kiến không có thể hối cải được. Thì ở trong bài học Vi Diệu Pháp á, thì do vì cái cõi nhân loại là một cái cõi phức tạp như vậy, cho nên là cái cõi nhân loại nó có đủ cái thứ tâm tính hết. Trong 121 tâm thì cái cõi nhân loại của chúng ta đó thì có nhiều nhất, tức là về cái số lượng người mà theo Vi Diệu Pháp đó, tức là hạng chúng sinh đó, thì cái cõi nhân loại đã có tất cả là 11 hạng người, chỉ trừ hạng người khổ. Còn về tâm á, thì cái tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới hay tâm siêu thế đó, thì cái cõi nhân loại đều có đủ hết. Tuy nhiên thì tôi cũng lưu ý các vị Phật tử là do vì để cho các vị học ở trong cái bài học nó không có quá nhiều cái con số. Do đó là những cái phần mà chúng ta học qua đó là chúng ta học khái quát. Sau này khi mà chúng ta học đến cái phần nào có liên quan thì chúng ta nhắc lại cái phần đó với cái chi tiết. Thì theo cái cách tôi nghĩ đó, thì như vậy thì các vị dễ nhớ hơn. Chẳng hạn khi mà chúng ta học về 14 cái việc làm hay là 14 cái sự của tâm á,
thì tôi cũng không có đi chi tiết rằng là một tâm như vậy đã có bao nhiêu việc làm, hay là việc làm đó nó có bao nhiêu tâm. Bởi vì như vậy đó thì các vị sẽ dễ quên và cũng cảm thấy là rối rắm với những cái con số quá nhiều. Và chúng ta chỉ sẽ nhắc lại cái phần này ở trong những cái phần liên quan như là lộ trình tâm. Thì tương tự cái cách mà chúng ta học về các cái về 12 hạng người hay là cõi đó, thì chúng tôi cũng theo cái cách này. Và ở đây đó thì trong cái 6 cái cõi trời đó thì chúng ta có cái cõi trời thấp nhất gọi là cái cõi trời Tứ Đại Thiên Vương. Và bắt đầu ở trong cái phần này, phần cái cõi bảy cái cõi vô dục giới này đó thì được sắp xếp theo thứ tự theo cái hạnh phúc, cái công đức mà chúng sinh đã từ thấp đến cao, tức là về cái phương diện hưởng lạc như là sắc thinh khí vị xúc, về cái phương diện tuổi thọ dài ngắn thì sẽ theo cái thứ tự là cái cõi nào mà ít nhất thấp nhất thì chúng ta kể kể trước, rồi càng về sau đó thì cái tầng trời chúng ta cứ mường tượng nó là cái các cái cảnh trời nó càng lúc nó thì là càng cao. Thì trong các cái trong bảy cái cõi vui dục giới thì gồm có một cái cõi nhân loại, tức là cõi người, và 6 cái cõi trời đó, thì cái tầng trời thứ nhất, cái tầng trời mà thấp nhất đó, thì gọi là cái tầng trời là Tứ Đại Thiên Vương. Sở dĩ mà có cái tên của cái tầng trời gọi là Tứ Đại Thiên Vương này đó là Chattamaharaja. Tôi biết không chịu. Chattamaharaja chỉ chấp tú có nghĩa là 4. Maharaja tức là 4 vị đại đế. À, chúng ta đại đế mà chúng ta bị vua trời cho nên chúng ta gọi là thiên vương. Tứ Đại Thiên Vương ở đây tức là cái tầng trời đó là do 4 vị vua trời cai quản cho nên gọi là Tứ Đại Thiên Vương. Và cái tầng trời Tứ Đại Thiên Vương này và cái cõi trời đạo lợi là hai cái tầng trời mà có một cái liên lạc mật thiết với cái cõi nhân loại của chúng ta trong những cái thời kỳ mà có những vị đại phúc. Chẳng hạn giống như là thời kỳ của vua Chuyển Luân Vương, hay là thời kỳ Đức Phật ra đời, hay là thời kỳ chư Phật độc giác, hay là thời kỳ của các vị đạo sĩ chứng thiền định, hoặc là đã trong cái thời kỳ mà ở trong cái thời kỳ mà có những chúng sinh làm những cái việc thiện sự lớn lao, hoặc là có những cái chúng sinh mà tạo những cái ác nghiệp quá to lớn đó, thì có cái sự can dự của Tứ Đại Thiên Vương và cái cõi trời đạo lợi. Do đó cái cõi Tứ Đại Thiên Vương đó có một cái đặc điểm là chúng ta dễ nhớ, nó là từ cái tên của cái cõi trời này thì chúng ta nhớ rằng là cái cõi trời này là do bốn vị thiên vương, bốn vị vua trời cai quản. Và do vì cái cõi trời Tứ Đại Thiên Vương là cái cõi trời thấp nhất trong 6 cái tầng trời dục giới, cho nên cái cõi trời Tứ Đại Thiên Vương cũng là một cái cõi trời mà nói về cái sanh chủng của chúng sinh đó, nó cũng phức tạp giống như là cái cõi người. Tức là ở trong cái cõi trời này phân theo 12 hạng người đó thì cũng có đủ tất cả là 11 hạng người. Tức là ở trong đó có gồm có những chúng sinh tục sinh bằng cái tâm quan sát thọ xả quả thiện và cái tâm nhị nhân. Và những cái chúng sinh này á, là những cái chúng sinh thấp kém nhất trong các cái cõi vui. Và do vì chính vì những cái chúng sinh thấp kém như vậy đó, cho nên cái cõi tứ đại thiên vương á, so với cái cõi người của chúng ta đó thì nó cũng phức tạp gần giống như vậy. Có nghĩa là chúng sinh ở trên cái cõi trời này chúng ta cứ quen gọi đó là hễ mà một chúng sinh mà ở trên cõi trời đó thì đều gọi là chư thiên hết. Nhưng mà thật ra ở trong cái cõi tứ đại thiên vương đó thì không phải là chỉ có hàng chư thiên, mà ở tứ đại thiên vương đó thì có những cái hàng như là hàng mà chúng ta gọi là ma quỷ dạ xoa. Cái hạng này đó thì rất rất là nhiều loại, và chúng ta chỉ đơn cử giống như là trong kinh hay thường hay nói tới hạng dạ xoa, tức là những hạng chúng sinh mà nó rất là hung bạo. Và ở trong cái bài kinh Trường Bộ Kinh gọi là cái kinh Asa Năng Chi á, có nói đến trường hợp đó là có một lần đó là Đức Trời Đế Thích
tức là vị vua trời ở cái cõi trời Đạo Lợi cùng với đức đại thiên vương phải đi xuống Đức Phật và bạch với Đức Phật rằng là bạch Thế Tôn, là phần lớn các cái loài phi nhân ma quỷ mà ở đây mà vua trời đi thích bạch với Đức Phật đó là chỉ cho những hạng chư thiên, hạng phi nhân ở cái cõi tứ đại thiên vương này, và họ cũng giống như là loài người của chúng ta như vậy đó, thì họ cũng có nhiều cái họ cũng có nhiều cái phiền não, và phần lớn thì họ sống trong cái phiền não đó, cho nên là những cái loại này đó thì họ chuyên tâm làm các cái việc ác. Nó giống như là loài cõi nhân loại của chúng ta đó, thì phần lớn đó, thì con người đó là sống ác nhiều hơn là người sống thiện, thì cái cõi tứ đại thiên vương cũng vậy. Và có một điều lưu ý rằng là khi mà Đức Trời đi thích bạch với Đức Phật rằng là bạch Thế Tôn, có những vị tỳ kheo ni, những vị cư sĩ và tu tập ở trong rừng sâu như vậy đó, thì đôi khi là bị phi nhân quấy nhiễu, là do vì những hạng phi nhân này đó phần lớn đó là chúng sinh, những loại này đó là thích làm ác, thích thú các cái việc ác, bất thiện, việc ác, mà trong khi đó Đức Thế Tôn và đệ tử của Thế Tôn lại là khuyến khích họ sống thiện, cho nên phần lớn những cái loại này đó thì họ không có hoan hỷ với những vị tu tập thiền định. Và chính vì lý do đó mà ở trong kinh đó, trước khi mà một người tu thiền đó, là nên cố gắng để tu tập lòng từ, để cho những cái hàng phi nhân mà họ không có thích những người tu thiền định, những người chuyên tâm tu tập đó, thì họ hay phá, thì những cái hạng chư thiên đó nó là phần lớn là ở tứ đại thiên vương, và trong số ít đó nó là có ở trong cái cõi trời Đạo Lợi, còn các cái cõi trời cao hơn đó, thì phần lớn đó là chư thiên họ sống hiền thiện hơn. Thì trở lại thì cái cõi tứ đại thiên vương, để cho các vị dễ nhớ đó, thứ nhất đó là đây là cái cõi trời mà do bốn vị thiên vương cai quản, và từ đây mới có tên gọi là tứ đại thiên vương. Và cái thứ hai là cái cõi này nó có một cái gắn bó với cái cõi nhân loại trong những cái trường hợp mà vị đó cần phải hộ trì những vị giới hạnh, những vị đức độ, và do đó rồi cái cõi này nó còn gọi, các vị thiên vương này còn gọi là Lô Cà Pa La. Lô Cà Pa La, không biết biết đâu. Dạ. Lô Cà Pa La tức là một người hộ trì thế gian. Bởi vậy chính vì điều đó là các vị Phật tử Năm Tông chúng ta thấy rằng là đôi khi chúng ta làm các cái thiện sự nào đó là chúng ta thường hay hồi hướng đến Tứ Đại Thiên Vương, bởi vì Tứ Đại Thiên Vương là một người mà thường xuyên theo dõi quan sát cái cõi người, khi mà có những vị đại công đức đại phúc mà các ngài cần có cái vấn đề gì, thì như là cái thời Đức Phật á, thì Tứ Đại Thiên Vương á, thì thường xuyên xuống cái cõi người, và mỗi khi mà Đức Bồ Tát ngài giáng sinh, rồi đến khi mà ngài đi xuất gia vân vân, thì luôn luôn là có cái sự hộ trì của Tứ Đại Thiên Vương này, trong mọi trường hợp, khi mà cho đến khi mà Đức Phật ngài niết bàn. À, ở đây ở trong chánh kinh, đúng ra tôi phải đọc lại cái bài ở trong cái chánh kinh cho các vị nghe, nhưng mà thì nó cũng mất thời giờ để tôi chỉ nói sơ qua thôi. Thì trong kinh Đức Phật ngài nói rằng là ở trong những cái ngày mà chư thiên nghĩ rằng là con người đó thường làm các cái công đức, nó giống như là trong cái truyền thống của các cái sinh hoạt của các cái sứ Phật giáo hay là người Ấn Độ xưa đó, thì họ có chọn ra những cái ngày gọi là ngày trai giới. Và cũng trong cái thời kỳ Đức Phật đó, là hàng cư sĩ cho đến ngày hôm nay các vị cư sĩ cũng vậy đó, thì vào trong những cái ngày rằm hay là những ngày trai giới đó, thì chúng ta thường tạo trữ các cái công đức, như là ở các cái sứ Phật giáo chẳng hạn giống như là Tích Lan, thì vào những cái ngày mùng 5, mùng 8, 14, 15, 20, 23, 29, 30 vân vân, đó là những cái ngày mà người ta chọn ra trong tháng để mà những cái ngày đó các vị Phật tử thọ trì bát quan trai giới. Thì trong kinh nói rằng là khi mà tứ đại thiên vương vua trời Đế Thích đó, mà các vị đó thấy rằng là cõi nhân loại mà có nhiều người tu tập như vậy đó, họ rất là hoan hỷ, bởi vì họ nghĩ rằng là để mà loài người chúng ta đó mà còn giữ giới và còn tu tập nhiều đó, thì chư thiên sẽ được hưng thịnh. Và khi đó là Atula đó, là những cái hạng thiên nhân mà họ, những hạng thiên nhân mà ác ấy,
thì họ bị suy. Còn khi nào mà tứ đại thiên vương và những vị chư thiên mà thiện pháp đó, mà họ thấy rằng loài người của chúng ta đó là một người tu thì ít, mà người mà người sống ác hạnh thì nhiều đó, thì khi đó họ mới buồn rầu và họ nghĩ rằng là thiên chúng thì càng lúc càng suy đồi, và Atula thì càng lúc nó càng hưng thịnh. Thì do vậy trong sáu cái tầng trời này đó, thì cái cõi đại, tứ đại thiên vương là một trong hai cõi mà có gắn liền với cái cõi người. Cái cõi kế đến đó là một cái cõi mà các vị Phật tử chúng ta quen thuộc, đó gọi là cõi ta hoặc chân xác, cõi đạo lợi. Đạo lợi, chữ đạo lợi này là cái chữ phiên âm nha, chữ phiên âm từ chữ ta quá tiên xá hoặc là tết tiên xá. Chữ Bali có hai chữ viết, tết tiên xá cũng là nghe. Chữ ta quá tiên xá hay là tết tiên xá nó có nghĩa là 33, cho nên là cái cõi này đó được dịch đó là tam thập tam thiên. Ta quá tiên xá, hay gọi là tam thập. Tam thập tam tức là 33. Tam thập tam thiên tức là cái cõi trời, mà cõi trời 33. Và ngày Hòa Thượng Minh Châu này cũng tỉnh thoảng này cũng dịch cõi trời, dịch bằng tiếng Việt cái cõi trời 33. Sở dĩ mà có cái tên như thế này đó là do vì cái cõi trời này đó được cai quản bởi một vị thiên vương, mà vị thiên vương đó chúng ta cũng rất là quen thuộc, đó là thiên vương Đế Thích, cùng 32 vị thiên tử làm có cái vai trò giống như là thiên soái. Và do vì cái cõi trời này được cai quản bởi 33 vị đại thiên tử, cho nên cái cõi trời này gọi là cái cõi trời 33, hay cái cõi trời tam thập tam thiên, hoặc là phiên âm đó là cái cõi trời đạo lợi. Và riêng trong số 31 cõi đó thì chỉ có hai cái cõi trời mà có một cái quan hệ với nhau, đó là cái cõi tứ đại thiên vương và cái cõi trời đạo lợi. Và cái cõi và bốn vị thiên vương ở cái cõi trời tứ đại thiên vương cũng là thiên tướng của vua trời Đế Thích. Như vậy thì trong cái 33 cõi này đó thì chỉ có hai cõi là cái cõi đạo lợi và cái cõi tứ đại thiên vương. Thì cái cõi tứ đại thiên vương đó nó giống như là một cái tiểu quốc của cái cõi trời đạo lợi, riêng các cái cõi khác thì nó không có như vậy, chỉ có hai cái cõi này thôi. Và do đó mà cái nói về cái quyền lực của vua trời Đế Thích nó rất là lớn, thì chẳng những là vua trời Đế Thích cai quản cả cái cõi trời đạo lợi, và đồng thời đó thì ngài cũng là một người mà họ ngài cai quản cả cái tứ đại thiên vương. Và cũng chính vua trời Đế Thích và tứ đại thiên vương này là những vị hộ trì Phật pháp. Do đó mà trong các cái sinh hoạt của các vị Phật tử truyền thống Phật giáo Nam Tông thì chúng ta thường xuyên là chúng ta hay nghĩ tưởng đến vua trời Đế Thích và tứ đại thiên vương, là bởi vì các cái công đức của các vị này. Và riêng về cái cõi trời đạo lại này đó là cũng là cái nơi mà thường xuyên có những cái buổi pháp thoại được chư thiên chúng các nơi đó tập về ở tại thì gọi là ở tại cái pháp đường Sutthamma. Bữa nay thì tại chẳng liên quan đến cõi thì chúng ta học tôi nói dài hơn để như là thay đổi không khí. Mấy hôm trước chúng ta học về quá nhiều các cái con số đó, bị chờ bỏ cái chết giờ. Có một cái giảng đường gọi là giảng đường Sutthamma. Sutthamma gọi là giảng đường thiện pháp. Giảng đường thiện pháp. Ở tại cái giảng đường này đó thì vào mỗi tháng như vậy đó thì có những cái buổi pháp thoại. Và những cái buổi pháp thoại này đó là do phần lớn là do các vị phạm thiên hay là các vị thiên tử, và nhất là những vị đại chứng thánh quả các ngài đến đây giảng pháp. Và trong những cái trường có khi đó thì không có những vị đó, thì do vua trời Đế Thích ngày giảng. Và do đó là các vị Phật tử nào mà chúng ta là
mà chúng ta sau này mà hết cái đời sống nhân loại mà chúng ta sanh về cái cõi trời đạo lại, và cái cơ duyên lành vốn sẵn có khi còn ở cái cõi nhân loại, chúng ta ưa thích Phật pháp, và khi mà chúng ta sanh về cõi trời đó, thì có nghĩa rằng là những vị đó là những người mà có cái cơ hội, có cái điều kiện nhất là sanh làm cái sanh về cái cõi trời đạo đời này. Bởi vì ở đây là cái điều kiện mà chúng ta tuy rằng sanh về cái cõi trời vẫn còn cái điều kiện để nghe pháp. Và ngày hôm nay ở chùa nào mà làm các buổi giảng đường đó, thì tôi nghĩ cái giảng nên cái chọn cái giảng đường thiện pháp đó, thì nó cũng hay. Yeah. Nó vừa có ý nghĩa mà nó vừa gắn liền với các cái sự kiện trên cái cõi trời này. Và cũng nói thêm ở đây là vị vua trời Đế Thích hiện tại đó, là ngày vốn là một vị thánh quả, là ngày vốn là một vị thánh nhân. Do vì trong một lần khi mà cái tuổi thọ của ngày gần hết đó, khi đó ngày có xuống ngày đảnh lễ Đức Phật. Trong kinh nói rằng là chư thiên đó, do vì cái phước báo của họ và họ được sinh ở trong một cái thân sinh lý mà so với con người của chúng ta, họ sinh bằng một cái thân sinh lý mà nó không phải có những cái bệnh hoạn giống như mọi người chúng ta, giống như là chúng ta bị đau, bị tim, bị phổi, bị gan, vân vân. Còn chư thiên thì không như vậy. Thì chư thiên phần lớn nếu mà không có những cái ác hạnh, không có những cái có mộng, không có khởi lên những cái tâm tánh quá phiền não quá đáng, thì phần lớn các vị đó sống hết cái tuổi thọ của mình. Và khi mà trước khi mà vị đó mệnh chung ấy, thì nó có những cái dấu hiệu mà vị đó biết rằng là cái tuổi thọ mình sắp mãn. Chẳng hạn giống như là về hào quang ấy, thì nó không có sáng chói giống như là ngày thường. Rồi những cái hoa trang sức là do phước báo tạo ra đó, thì khi đó nó cũng không có đẹp đẽ mà nó héo úa vân vân. Nó có những cái hiện tượng mà chư thiên qua đó biết rằng là mình sắp hết tuổi thọ. Và một lần may mắn cho vua trời Đế Thích đó, trong khi mà trải qua một cái thời gian dài, tuổi thọ dài trên cái cõi nhân loại, vào đúng cái thời điểm mà ông sắp mạnh chung thì vào cái thời đó nó lại là Đức Phật này ra đời. Thì khi mà vua trời Đế Thích biết rằng là mình cái thọ mạng của mình không có được bao lâu nữa đó, thì vua trời Đế Thích họ đến gặp Đức Phật và được Đức Phật này thuyết pháp cho nghe. Thì trong kinh nói rằng là ngay khi mà Đức Phật này thuyết pháp cho vua trời Đế Thích đó, thì vua trời Đế Thích đó, chứng được sơ quả. Và sau đó ngay cái khoảnh khắc đó thì là vua trời Đế Thích mạnh chung sanh trở lại làm Đế Thích. Và do vậy cái vị Đế Thích hiện tại bây giờ đó thì sao, thì tính ra là thì cái tuổi của ngài đó là còn rất là nhỏ, là bởi vì ngài chỉ mới sanh thôi, ngài mới sanh trong cái thời kỳ Đức Phật của chúng ta. Và do vậy mà nếu mà ai bây giờ mà có thể sanh về cái cõi trời đạo lời đó, thì chúng ta sẽ được nghe chính các vị thanh nhân thuyết pháp. Tôi thường hay, tôi thích nhắc về cái chi tiết này để do các vị Phật tử chúng ta đôi khi mình nguyện sanh về cõi trời nhưng mà mình chỉ nguyện suông thôi đó, thì đối với tôi chưa đủ, mà phải nguyện làm sao trên đó vẫn còn có cái cơ hội để tiếp tục mình làm các cái thiện sự. Thì một trong những cái cơ hội quý báu đó là chúng ta sanh ở trên cõi trời đạo lợi, nhưng mà cái nơi nào mà chúng ta có thể dễ dàng chúng ta gặp gỡ được các vị thiên tử hiền trí, đặc biệt là đối với là các vị thánh nhân. Ở bên Thái Lan ấy, họ có một cái dòng thiền, mà cái dòng thiền này đó, thì đối với tôi đó thì nó cũng có một cái phương diện nào đó hay. Tức là họ chủ trương rằng là mình bây giờ đó là mình là sinh ra trong cái thời kỳ Phật giáo muộn màng, mình là sinh ra cả trong cái thời kỳ mà mình không có đầy đủ cái phước duyên để chứng thiền định và đạo quả. Và do đó mình trong cái phương pháp tu thiền hay trong các cái phương pháp tu tập nói chung á, thì họ cố gắng làm sao đó là họ để họ được sanh về cái cõi trời, như là cái cõi trời đạo lợi hay là cái cõi trời độ xuất, nơi mà rất rất là nhiều vị thánh nhân còn ở trên đó. Các vị Phật tử chúng ta ở đây có vị nào mà có dịp chúng ta đi đến hành hương ở Thái Lan như là trung tâm Phật giáo Thammakaya đó, thì rất là nhiều người họ suy nghĩ như vậy, và họ cố gắng họ tu thiền hay là họ làm các cái thứ sự với một cái mong mỏi là họ được sanh về các cái cõi trời này.
đó là cái cõi trời đạo lợi. Rồi cái cõi trời thứ ba cao hơn cõi trời đạo lợi là cái cõi trời dạ ma. Chữ dạ ma này là cũng tự chữ, cái phiên âm của chữ Pali là chữ dạ ma. Chữ dạ ma cho nên là người Trung Hoa họ cũng phiên âm, tại vì chúng ta phải hiểu rằng là người Trung Hoa họ phiên âm chỉ bằng cái chữ Hán, mà chữ Hán đọc bằng nhiều cái âm khác nhau, mà chúng ta đọc qua và bên âm tiếng Việt thì nó thấy nó sai sai. Chứ nếu mà chúng ta đọc theo cái âm Quan Thoại Bắc Kinh hay là một âm nào đó, nhất là ngày xưa vào đại đường đó, thì nó sẽ họ cũng đọc là dạ ma thôi. Ở trong âm Hán Việt của chúng ta là dạ ma, đây là chữ phiên âm chứ không phải là chữ dịch. Thì cái cõi trời dạ ma này đó là một cái cõi trời mà về cái thiên lạc, cái chúng sinh các cái hạnh phúc ở trên cái cõi trời dạ ma này đó thì nó cao hơn cả cái đạo lợi, tức là cái sắc đẹp, cái tiếng hay, vị ngon, cái xúc lạc của cái cõi trời dạ ma đó. Thì vì là một cái tầng trời cao hơn cho nên mọi thứ đều hơn, và nhất là cái tuổi thọ đó là cũng là dài hơn. Thì ở đây chúng ta học về các cái tầng trời đó để chúng ta biết rằng là các cái thiện sự của chúng sinh đó, tùy theo cái hạnh nghiệp thiện ác mà có những cái nơi tương thích. Còn mà nếu mà các vị Phật tử chúng ta không nhớ đó, thì các vị học viên không nhớ đó, thì chúng ta học ví dụ pháp đó, thì chúng ta chỉ đặc biệt là nhớ đến những cái cõi nào mà cái cõi đó nó có cái sự sai biệt, cái sự sai biệt giữa cái giữa hạng người. Thí dụ giống như là cõi nhân cõi của chúng ta thì gồm có 11 hạng người. Rồi cái cõi trời tứ đại thiên vương, này tôi cũng quên ghi. Cái cõi nhân loại đó thì nói về người đó thì có 11 hạng người, 11 hạng. Hạng người, tứ đại thiên vương cũng 11. Tứ đại thiên vương cũng là 11 hạng người giống như cõi nhân loại. Còn cái cõi mà đạo lợi đó thì chỉ còn 10 thôi. Tức là ở cái cõi trời đạo lợi đó là không có chúng sinh, không có chúng sinh mà tục sinh bằng cái tâm quan sát thọ xả quả thiện. Là bởi vì chúng sinh mà tục sinh bằng tâm quan sát quả thiện á, gọi là người lạc vô nhân đó. Người gọi là người lạc á, chẳng qua là không phải là người khổ thôi, chứ mà so về mọi phương diện á, thì đều thấp kém hơn các cái hạng người dị nhân và tâm nhân hết. Và riêng về trí tuệ đó thì người lạc vô nhân là những người mà sinh ra đời là kém trí, chẳng hạn giống như là những cái trường hợp của những người thiểu năng vân vân, đó là người lạc vô nhân. Thì chúng sinh ở cái cõi này á, thì chúng ta thấy rằng là cái cõi trời càng cao á, thì cái mức độ phức tạp thì là ít hơn. Thì cái cõi trời đạo lợi đó là chỉ có 10 hạng người thôi, tức là ở trên cái cõi trời không có hạng chư thiên sinh ra ngờ là thiểu năng lú lẫn, không có cái hạng đó. Và cái cõi trời dạ ma, từ cái cõi trời dạ ma cho đến hết các cái cõi trời còn lại thì kiểu cõi trời nào thì chỉ cũng là chỉ có 10 hạng người. Ở đây tôi chỉ nói chỉ cõi dục thôi nha. Thì thành ra các vị học viên á, thì chúng ta chỉ nhớ là khi mình học về phân người và cõi chung á, trong cõi có bao nhiêu người đó, thì trong đó thì chúng ta chỉ nhớ là cái cõi bốn cõi khổ là giống nhau, tức là bốn cõi khổ thì chỉ có người khổ. Rồi trong đó cái nhóm thứ hai tức là cái cõi nhân loại và cái cõi tứ đại thiên vương đó là một nhóm, tức là cái cõi này 11 hạng người. Và năm cái cõi trời còn lại đó thì tất cả giống nhau là 10 hết. Do vậy các vị không cần phải nhớ rằng là từ đạo lợi dạ ma đô xuất hóa lạc thiên tha hóa tự tại, nên các vị không nhớ đó thì cũng không sao. Là các vị nhớ là ở trong cái cõi dục giới đó, thì trong bảy cõi vô dục giới đó, thì trong đó có riêng chỉ hai cái cõi là cái cõi nhân loại và cõi tứ đại thiên vương, thì 11 hạng người. Còn năm cõi còn lại là 10 hạng người. Đó là mình nhớ gọn. Thì cái cõi dạ ma này đó được trong các cái bộ sớ giải thích rằng là ngoài cái việc mà chúng sinh tùy theo cái công đức lớn nhỏ mà có cái tầng trời tương thích theo cái thiên lạc hạnh phúc hơn, tuổi thọ dài hơn, ngoài cái việc đó ra đó thì nó vẫn có những cái trường hợp là có những cái chúng sinh là phước lớn nhưng mà vẫn sanh là cái cõi thấp. Chẳng hạn giống như là
trong cái thời kỳ Đức Phật đó, là các vị đệ tử của Đức Phật rất là nhiều người đại phước. Cái phước đó nó có thể sanh ở bất cứ một cái cõi cao nào, nhưng mà do vì cái điều kiện mà các ngài cần phải gặp Phật cho nên các ngài sanh vào cõi người, hay là vì một cái thiên hướng nào đó mà các vị đó nó ở sanh ở trong cái cõi đó thích hợp hơn. Chẳng hạn giống như là trước khi mà tất cả các vị chánh đẳng chánh giác mà trong kiếp kế, trước khi mà thành Phật đó, thì các ngài nó là luôn luôn sanh lên cái cõi trời đâu xuất, chứ không phải là các cái cõi trời cao hơn, do vì cái điều kiện cái cõi trời đó thích hợp cho cái vai trò của các ngài. Do vậy khi mà học về cõi đó, thì chúng ta nhớ hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó, là do cái phước báo mà là sanh vào cái cõi trời đó tương thích. Cái thứ hai thì đó là do cái hạnh nguyện, tức là phước nhiều nhưng mà vẫn sanh cõi thấp, là do vì cái khuynh hướng, cái việc làm của vị đó. Chúng ta tạm ví dụ rằng là giống như là trên thế giới chúng ta có cái phân loại các cái xứ, các cái quốc gia phát triển, những cái quốc gia giàu có, là những cái quốc gia mà kém phát triển, vân vân. Thì theo một cái tiêu chí chẳng hạn giống như là cái mức thu nhập bình quân đầu người trên năm, cái GDP đó, thì đó là chúng ta có cái để mà chúng ta phân loại thôi. Chứ thật ra có những người mà ở trong những cái quốc gia nghèo nhưng mà họ lại giàu có hơn cả những cái cư dân ở cái quốc gia giàu chẳng hạn. Và giống như là một tỷ phú ở một cái quốc gia nghèo nào đó thì nó cũng vẫn giàu hơn là một cái người cư dân bình thường ở cái quốc gia phát triển. Thì cái việc đó chúng ta hiểu tương tự giống như cả các cái cảnh giới. Thì ở trong cái cõi dạ ma này đó, thì ngoài cái việc mà chúng sinh đó có phước đủ để sanh cái cõi trời dạ ma, thì ở trong sớ giải có nói lên đó là một cái khuynh hướng. Cái khuynh hướng cái cõi trời dạ ma này nó là một chúng sinh mà sống ở trên cái cõi này, nó luôn luôn sống bằng lúc nào là cái tâm cũng hân hoan, vui thích, vui vẻ hết. Dạ, nó không có cái chuyện mà các vị đó có những cái chuyện bực phiền. Tất nhiên về cái phương diện tâm thì cái cõi trời dạ ma vẫn còn cái tâm sân, chứ không có phải giống như là không có tâm sân như là cái cõi phạm thiên. Nhưng mà tính chung trong cái cõi dục giới đó là cái cõi dạ ma, là cái cõi mà chúng sinh nó sanh về trong đây nó luôn luôn mà sống ở trong cái sự hoan hỷ. Là do vì khi mà chúng sinh đó ở trong các cái công đức của họ, nhất là trong cái khoảng thời gian mà họ sinh làm cái cõi nhân loại đó, là có những người đó họ thích mang lại cái niềm vui cho người khác. Có những người đó họ không có muốn là làm cho ai phiền hết. Tôi gặp một số người đó thì lúc nào đó là họ cũng có cái nụ cười ở trên môi hết. Là họ cũng là lúc nào chúng ta có những cái hạng người mà chúng ta thấy họ như vậy. Và có những người đó là sống với một cái sự tự trọng, cái tự trọng cao nhất. Tức là họ làm cái chuyện gì đó thì họ cũng rất là ngại. Cái chuyện đó nó có làm buồn phiền những người xung quanh, dù là cái chuyện tế nhị nhất. Thì trong sơ giải nói rằng là những người mà sống với một cái tâm hồn như vậy đó, thì phần lớn đó, thì người đó chết đó, được sanh về cái cõi trời dạ ma. Tức là từ cái công đức mà họ không có làm phiền nhiều người khác, từ cái công đức là luôn luôn muốn những người xung quanh mình được an vui, thì những người đó sanh về cái cõi dạ ma. Hoặc là trong trường hợp của nhất là những vị tu thiền đặc biệt đó là bốn vô lượng tâm. Và nếu mà những vị tu thiền này là những người chuyên tâm về tu về cái pháp cái phạm trú thứ hai là ý vô lượng tâm, và nếu mà vị đó không có chứng thiền thì tất nhiên sanh về các cái cõi trời phẩm thiên. Trong trường hợp mà không chứng thiền thì mấy cái công đức của các cái tâm đại thiền thọ hỷ đó mà dễ dàng họ sanh về cái cõi trời dạ ma. Đây là cái cõi mà chúng sinh có cái khuynh hướng trong các cái việc công đức đó, thích đem lại cái niềm vui cho người khác, cho chúng sinh khác. Cõi trời dạ ma, cái cõi trời tiếp theo gọi là cái cõi trời đau sức. Chữ đau sức này cũng là chữ thiên âm. Tại có đôi khi là cái tên nó là viết lại cho rõ. Cõi trời đau sức. Cõi này thì cũng 10 hạng người. Từ cái cõi này cho đến cái cõi cao nhất là cái cõi tha hóa tự tại đều là 10 hạng chúng sinh hết. 10 hạng người. Cái cõi đầu xuất á, như hồi nãy tôi có nhắc đến là đây là cái nơi
mà luôn luôn các vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác cái kiếp kế cuối trước khi mà ngài giáng trần xuống cõi nhân loại để ngài chứng, để ngày chứng thành vị Phật á, thì luôn luôn thì các vị này sanh về cái cõi trời Đấu Xuất. Và cái cõi này đó thì nếu mà nói chung đó, đó là cái tầng trời cao hơn ba cái tầng trời đầu, tức là Tứ Đại Thiên Vương, Đạo Đại, Dạ Ma và Đấu Xuất. Và vì tất nhiên là về mọi phương diện thiên lạc, như là sắc đẹp, tiếng hay, vị ngon, xúc lạc, thì tất cả thì đều hơn các cái cõi trời mà chúng ta vừa kể. Ở đây tôi nhắc lại, ở đây trong kinh được sắp theo cái thứ tự là cái hạnh phúc và cái tuổi thọ của mọi cái tầng trời. Cho nên càng trên cao thì cái công đức nó càng lớn. Còn ngoài ra thì nó có cái phương diện thứ hai, đó là cái khuynh hướng. Giống như tôi nói các vị là có những vị phạm, có những chúng sinh mà hoàn toàn có đủ cái công đức để sanh về các cái cõi trời cao hơn, nhưng mà vẫn sanh ở trong cái cõi trời Đâu Xuất. Vì đó là cái khuynh hướng. Và cái cõi trời Đâu Xuất là cái khuynh hướng như thế nào? Cái cõi trời Đâu Xuất nó tạm ví dụ giống như ngày hôm nay chúng ta có những cái trường mà chúng ta gọi là cái trường sĩ quan, tức là cái nơi đó là đào tạo đó ra là sĩ quan chứ không có ra lính. Dạ. Thì cái Đâu Xuất đó, nó cũng giống như là cái trường sĩ quan đó, tức là cái nơi mà phù hợp cho những cái chúng sinh là sau khi mà họ với các cái công đức họ làm, và những khi mà họ làm các cái công đức đó là họ làm với một cái vai trò lãnh đạo, chẳng hạn giống như họ ở một cái vai trò là những người đề xuất, như là ở trong nhóm Phật tử thì có những người đó là họ giỏi cái công việc để mà họ đề xuất các cái việc thiện nghiệp, như là trong nhóm đó thì tự nhiên có người đề xuất rằng là ở trong tháng này là chúng ta nên làm từ thiện giống như là mổ mắt hay là vân vân. Và có những người đó là họ giỏi về cái chuyện đó, chứ không phải là tự nhiên ai đề xuất là mọi người rất nhiều tán đồng hết. Nó phải có cái năng lực, nó phải có cái điều kiện thích hợp. Và cái với những người mà làm các cái việc công đức với một cái vai trò lãnh đạo như vậy đó, thì người đó thường có, chứ không phải là luôn luôn nha, là những chúng sinh đó là sanh về cái cõi trời Đâu Xuất, hoặc là những cái nơi này là cái nơi mà từ chư thiên ở cõi trời Đâu Xuất này họ sanh xuống cái cõi như là cái cõi nhân loại, thì họ sanh ra với một cái vai trò lãnh đạo. Đó là cái trường hợp giống như là bị Bồ Tát kiếp kê chót, thì ngày sanh xuống ở cái cõi nhân loại với một cái vai trò là bậc đạo sư trời người. Thì những chúng sinh nào mà làm các cái thiện sự, tự mình làm và mình lãnh đạo cho người khác làm, như là những cái nhóm trưởng của các cái gia đình Phật tử, hay là nhóm trưởng của những người làm các cái việc từ thiện, thiện nguyện vân vân, thì những người đó nếu mà họ làm đầy đủ các cái công đức thì cái khuynh hướng đó thì họ sẽ sanh về cái cõi trời Đâu Xuất. Thì ngoài ra đó, về vi diệu pháp đó, thì cái cõi trời Đâu Xuất này nó cũng giống như là đạo lợi hay là dạ ma thôi, tức là cũng đủ 12 hạng người. Và nếu mà phân chia theo tâm đó, là những cái chúng sinh nào cái tâm đó có trong cái cõi trời này đó, thì các cái cõi trời sau nó không có khác nhau, nó chỉ khác nhau về công đức. Cho nên là hầu hết là các lớp học vi diệu pháp đó, là những cái này là chúng ta kể thoáng qua thôi, tại vì nó không có khác biệt. Rồi cái cõi kế tiếp là cái cõi Hóa Lạc Thiên. Hóa Lạc Thiên. Cái cõi Hóa Lạc Thiên gọi là Nimmanarati. Cái cõi này, cái tên của cõi này á, là dịch chứ không phải là thiên âm. Dịch ở đây, cái cõi này đó là chư thiên á, chúng sinh ở cái cõi này á, là họ muốn cái gì đó thì họ tự hóa hiện mà có hết, chứ họ không cần phải có những cái công sức giống như là ở cái cõi nhân loại của chúng ta muốn có được cái căn nhà thì chúng ta phải có cái thời gian đầu tư về tiền bạc, rồi có thể phải mua, phải tìm cái đất đai thích hợp, rồi tìm những người thầu thợ vân vân. Còn ở trên cái cõi này đó thì họ cái phước của họ nó nhiều đến mức độ mà họ chỉ muốn là nó có,
họ muốn đó, thì tự nhiên nó sẽ tự hình thành cho họ, mà họ không phải cất công phải đi làm lụng giống như là nó giống như là ở trong các cái cõi khác, gọi là cái cõi hóa lạc thiên. Thì cái cõi này đó thì nói về cái khuynh hướng của chúng sinh đó, là cái cõi này đó, là cái có những chúng sinh đó, là họ luôn luôn đó, là họ không có muốn ai, không có muốn phụ lòng ai hết. Và trong cái khả năng nào có thể được đó, thì họ họ luôn luôn họ giúp. Còn trong cái trường hợp mà không có giúp giúp được đó, thì trong cái lời từ chối của họ đó, thì họ làm của họ cũng có mong mỏi làm sao để người ta không có hoàn toàn thất vọng. Có những người họ có cái tấm tình như vậy. Dạ. Thì do vì cái công đức mà không có muốn ai thất vọng hết, luôn luôn là họ muốn cho người khác đó là được như mong muốn, mặc dù là có những việc họ làm không được, nhưng mà do vì cái tâm của họ họ muốn như vậy. Thì cái khuynh cái hướng đó, chúng sinh như vậy đó, thì cái công đức đó nó là các vị đó sanh về cái cõi trời gọi là cái trời, cõi trời hóa lạc thiên. Thì cũng trở lại, khi mà sanh về cõi trời đó là nó có hai phương diện. Thứ nhất nó là công đức của vị đó đủ để cho vị đó sanh cái cõi hóa lạc thiên. Đây, cái thứ hai là do vì cái khuynh hướng nó cũng giống như trường hợp các cái cõi trời kia. Và cái cõi trời cuối cùng ở trong cái cõi trời dục giới gọi là cái cõi trời tha hóa tự tại. Giống như vậy, gọi là Paranim. Paranim mi Wasati, wasati từ Việt Kiều. Thì cái cõi trời tha hóa tự tại này, cái cõi trời này nó cũng giống như cái cõi trời hóa lạc thiên, nhưng mà ở một cái mức độ cao hơn, là ở một cái mức độ cao hơn, tức là chư thiên ở đây đó là đôi khi là không cần phải hóa hiện, mà những cái gì mà vị đó sẽ muốn hoặc là chuẩn bị theo cái phước đức của vị đó thì tự nhiên là vị đó hiện. Cho nên có những người nói rằng là ở trên cái cõi này khi nào vị đó muốn thì có người ở đâu hóa hiện, nhưng mà thật ra thì nó như vậy. Ví dụ giống như là do vì cái phước đức của vị đó cho nên là vị đó chỉ bước ra một cái vườn nào đó, đó thì cái tâm tánh của vị đó thích cái việc gì đó thì tự nhiên nó hiện ra cho cái vị đó, mà vị đó không cần phải khởi nghĩ mong muốn hóa gì, gọi là tha hóa tự tại. Dạ. Thì vị vua ở trên cái cõi trời tha hóa tự tại này được xem như là một người có quyền lực nhất tam giới, là do vì trong các cái trong 31 cõi này đó, thì các cái tầng trời sắc giới đó là đều là những vị tu thiền, cũng như là cái cõi trời phi, cái cõi trời vô sắc đó là do vì chúng sinh đó là không có sắc cho nên không có kể. Thì trong các cái cõi đó, thì cái cõi tha hóa tự tại là cái cõi cao nhất ở trong cái cõi dục giới, và cũng là cái cõi này mà chúng sinh đó là họ có một cái so với các cái cõi trời sắc giới đó, thì chúng ta cái xem như là cái chúng sinh này nó là, nói theo từ ngữ bây giờ là hiếu động. Và những chúng sinh ở cái cõi trời dục giới là những cái chúng sinh hiếu động, và cũng là người phiền não nhiều. Và chính vì điều đó đó mà vị thiên chủ ở trên cái cõi trời tha hóa tự tại này là một vị thiên chủ mà cao nhất ở trong các cái cõi trời dục giới, và đồng thời là do vì các cái cõi trời sắc giới đó là chư
Phạm Thiên đó thì đều là những người tu hết, chứ không có những người mà cái những cái tánh tình hung tàn giống như là ở trên các cái cõi trời dục giới. Cho nên đó, là nếu mà vị thiên chủ ở trên cái cõi này mà vị này làm ác đó, thì là ác là kinh khủng. Và đó chính là một cái nhân vật mà chúng ta quen gọi đó là Ma Vương. Ma Vương đó chính là vị vua trời của cái cõi trời tha hóa tự tại này. Và Ma Vương này nó là đại công đức, chứ không phải là mấy ma vương mà những người là phá, những người tu hành đó là mấy ma con, chứ phải ma vương. Vương là vua, vua của các cái loài mà là phá hoại đó gọi là ma vương. Còn mà chúng ta mà chúng ta thường thường chúng ta nói là những người mà phá người tu, chúng ta kể ma vương đó là mình mượn từ dùng thôi. Cái vị thiên tử này á, là do vì cái công đức là quá lớn, cho nên mà khi mà vị này á, mà muốn phá ai đó thì thứ nhất á, đó phải là cái đối tượng rất là lớn, chứ còn mà đối tượng nhỏ đó là vị nó là không có quan tâm. Nó giống như là chúng ta ở trên thế giới này mà những cái nhóm mà khủng bố mà lớn trên thế giới đó là kẻ thù của họ, đó là những quốc gia lớn giống như là Mỹ vân vân, chứ còn một cá nhân nào đó thì không đáng là kẻ thù của họ. Dạ. Thì cái vị ma vương này đó là cái vị thiên chủ này hiện tại đó là vào cái thời Đức Phật đó là do vì cái quyền lực của vị này quá lớn, lớn nhất tam giới. Cho nên vị này rất là không muốn ai mà có cái quyền lực hơn mình. Và bằng cái phước báo và trí tuệ đó thì vị này thấy ra rằng chỉ có những người mà chứng thánh nhân đó, thì người đó mới vượt ra ngoài cái quyền lực của vị đó. Là bởi vì nói về cái phương diện thiền định ấy, thì nó có cái cao thấp khác nhau. Ví dụ giống như là một vị mà tu tập 100.000 đại kiếp ấy, thì cái thần thông của vị đó nó không có thể hơn được với một vị tu tập một A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Giống như là chư vị thánh nhân đại đệ tử của Đức Phật đó, thì không có vị nào mà về cái phương diện thần thông hơn được ngày Một Kiền Liên và ngày Xá Lợi Phất. Là bởi vì về cái phương cái thời gian tu tập đó là hơn hai vị này, nó hơn hẳn các vị khác. Và cái thần thông của chư vị thánh nhân đó, thì phàm phu không có sao mà bị được hết. Do vậy mà ma vương mà có quyền lực, nếu mà đối với một người thường á thì nói về cái quyền lực, về cái thần lực đó, là không có ai bằng được ma vương hết. Mà chỉ có những vị thánh nhân á, thì nó mới vượt ngoài cái sự kiểm soát của ma vương. Và chính điều này á, làm cho vị thiên chủ này, vị thiên vương này ổng rất là ghét. Và đặc biệt á, là ổng rất là không thích Đức Phật. Là bởi vì đã Đức Phật á, là một người đó là thoát khỏi cái quyền lực của ổng rồi, mà chẳng những vậy mà Đức Phật này còn dạy cho những người khác á, là còn vượt qua được ma vương. Do vậy mà chính vậy mà ma vương thời Đức Phật là rất, ông đã nhiều lần ông tìm cách này cách kia để ông phá hoại Đức Phật là vì lý do đó. Chứ còn mà nói về cái phương diện phước báo thì chúng ta thấy trước hết đó, là vị ma vương này sanh về cái cõi tha hóa tự tại, đó là cái cõi cao trời cao nhất trong cái cõi dục giới. Đã vậy đó, là vị này chính là vị thiên chủ của cái cõi này nữa, cho nên là nói về cái quyền lực của vị ma vương này đó là Đức Phật này xác nhận đó là một người mà nói về quyền lực đó là cao nhất tam giới. Và do đó là ở trong cái khi mà cái đêm mà Bồ Tát mà thành đạo đó, Ma Vương đến phá đó, là tất cả những vị chư thiên mà hộ trì Đức Phật là Đức Trời Đế Thích rồi Tứ Đại Thiên Vương, tất cả đó, là bay đi, là bỏ Đức Phật đi hết, là bởi vì không ai ở được hết, vì quyền lực không đủ và không có đủ sức bảo vệ. Khi đó chỉ có cái phước riêng của Đức Phật bảo vệ ngài thôi, chứ còn khi đó là tất cả những cái ngoại lực nào, kể cả vua trời Đế Thích Phạm Thiên cũng không có can nổi được vị vua trời Ma Vương này. Thì ở đây là có bài học liên quan thì chúng ta nhắc thôi. Thì mấy vị nhớ là tất cả những, cho nên là 10 hết, 10 ở đây là 10 hạng người. Người nhị nhân, người tam nhân và 40 và 8 vị 8 hạng thánh nhân, đó là cái cõi dục giới. Thì trở lại gọi là cái cõi dục giới, tức là cái cõi mà chúng sinh khi tục sinh á, là bằng những cái tâm quả dục giới. Trong đó tức là hai cái tâm quan sát thọ xả quả thiện và quả bất thiện, và
tám tâm đại quả. Tám tâm đại quả thì trong đó bốn tâm hợp trí gọi là người tam nhân và bốn tâm ly trí gọi là người nhị nhân. Thì trên cái cõi trời, từ cái cõi trời đạo lại cho đến cái cõi trời tha hóa tự tại đó, thì các cái cõi trời này nó thì chỉ có 10 hạng người thôi, tức là chỉ có thể tục sinh bằng cái tâm tâm nhị, bằng một trong tám cái tâm đại quả này. À, hôm nay lớp học của chúng ta nghỉ sớm là do vì tôi có một số việc á, ở trong cái ngày sau thì chúng ta chuẩn bị học về lộ trình tâm, cho nên rất mong là các vị Phật tử học viên chúng ta cố gắng ôn lại 14 cái việc làm của tâm, bởi vì 14 việc làm của tâm này đặc biệt là quan trọng trong cái khi mà chúng ta học về lộ trình tâm. Và cũng xin nhắc lại là những cái vấn đề mà xin lỗi các vị. Rồi các vị, là chúng ta còn lại 16 cái cõi trời sắc giới, 16 cái cõi trời sắc giới và 4 cõi cõi trời vô sắc. Thì tôi nghĩ nha, các vị ở trong cái cõi trên đó, là nó cũng có nhiều cái, cũng có nhiều cái vấn đề, thì có thể là chúng ta chậm hơn một ngày nữa, tức là ngày hôm sau đó, là chúng ta học về 16 cái cõi trời sắc giới và 4 cái cõi trời vô sắc. Tuy vậy đó thì tôi cũng nhắc lại là các vị cố gắng ôn lại những cái phần yếu hiệp vừa học đó, là để chúng ta học xong cái phần người cõi này đó, thì chúng ta sẽ học về cái lộ trình tâm. Và bây giờ xin chào tất cả các vị. Dạ, kính chào.